Mình chào quý chị cô chú đã trở lại với Mạnh Tí Studio. Em là Nghĩa và ngày hôm nay thì em sẽ mang đến cho quý anh chị chúng ta những ai đang ở trong ký túc xá hoặc là những khu nhà trọ mà có một cái niềm đam mê karaoke, ca hát, giải trí tại nhà mà không thể sắm được những cái con loa kéo lớn vì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến hàng xóm xung quanh. Thì đây là một trong những sự lựa chọn cực kỳ hợp lý, chính là con K06. Đây, hiện tại là cái mẫu loa mới của công ty chúng em đang phân phối ra ngoài thị trường. Thì chúng ta sẽ có được một cái thiết kế như thế này, cực kỳ sang trọng và nhỏ gọn luôn. Nhưng nó lại mang đến cho chúng ta một công suất, đó chính là 20W lần nghe quý anh chị, 20W luôn. Và bây giờ thì em sẽ mở nhạc lên luôn để cho quý anh chị chúng ta có thể nghe thử nó như thế nào. Cực kỳ lớn nha quý anh chị. Là một nhịp dòng sông đâu rồi bao lớn luôn. Ngày xưa hai đứa mình cùng đùa vui ngoài hiên, chơi trò chơi chốn tiền. Em buồn nhìn tóc em há còn thuyền dây trôi lên lên cuốn sông. Còn đâu ngày ấy em thơ ngây má hồng. Đó, quý chị thấy không? Tuy nó nhỏ nhưng mà cái chất lượng âm thanh nó cho ra cũng cực kỳ hay. Ngoài cái việc là công suất lớn thì nó cũng cho ra được cái tiếng bass này, tiếng chép này, cực kỳ chi tiết. Và đương nhiên là chúng ta cũng có thể hát song ca được trên hai cái tai mic này. Nhà sản xuất rất là hiểu ý người sử dụng. Đây,